hôm nay Ê, đừng có đưa về dưới Đồng Tháp nha. Có hai chú mấy chú dưới Đồng Tháp lên đưa xe. Đó, em Tháp đi đọc bắt tóc nữa. Để ông đi đưa dưới ô vé xe để ra về Tháp dạ. Đưa gì Đồng Tháp vậy? Dạ. Tới để bán tải tới tôi bỏ lên chở về với Đồng Tháp luôn. Em quay ông chủ có tính cho đây đây là ông chủ với Đồng Tháp lên rồi. Cảm ơn chú. Dạ em bắt tay chú lấy cây lấy hên, chiều nay cũng bán 3-4 chiếc nữa. Rồi, cũng tức cưng bán được nhiều chiếc nha. Dạ may mắn nha. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ rồi, bán tải đang tới chú, bán tải nãy mới gọi con. Mấy chú nha. Dạ, cảm ơn dạ, các chú. Dạ, tặng lội đường xa lên. Cái gì hồ sơ con gửi về sau nha. Bên em còn rất rất là nhiều xe đẹp nè các anh chị.